Thưa sư, khi con lướt web, con có gặp các clip thế giới động vật có cảnh con này săn mồi ăn thịt con khác. Con nhận ra mình bị đắm chìm trong clip đó. Cứ xem liên tục các cảnh như vậy, con muốn hỏi sư khi tâm đắm chìm trong các clip đó thì bị nghiệp gì không? Con xin cảm ơn sư. Khi mà mình xem các video mà chúng sanh làm hại lẫn nhau á, mà mình có sự thu hút, tức là có sự thích thú, thì khi đó mình cộng nghiệp với họ. Cái sự cái nghiệp bất thiện á, nó là như thế này: một là tự mình làm, hai là bảo người làm, ba là thấy người khác làm mà mình vui theo. Như trường hợp của Đức Thế Tôn á, khi Ngài còn là Bồ Tát á, trong sự kiện diệt dòng tộc Thích Ca đó, là do năm xưa dòng tộc Thích Ca là đã làm ở trong cái làng chài. Thì khi á, mà cá đánh bắt vào bờ á, thì Bồ Tát không có tham gia, nhưng mà thấy người ta thu hoạch mà bội thu như vậy đó, thì Bồ Tát có cái sự vui theo cái việc đó. Cho nên quý vị thấy cái này nó kinh khủng này. Tức là một đứa bé thấy người dân đánh bắt cá về, nhìn thấy vui, thì tới kiếp hiện tại thì những con cá đó, đó là trở thành quân, thành lính của vua Lưu Ly, và họ tấn công lại dòng tộc Thích Ca là những người nông dân năm xưa. Và Đức Thế Tôn do Ngài không có tham gia, cho nên là Ngài không có chịu cái nạn ở trong đó. Tuy nhiên do Ngài có cái lòng vui theo, cho nên là trong suốt thời gian đó là Ngài bị đau đầu. Cái đầu Ngài là nhức như là người ta bổ ra vậy. Cho nên là khi mình, mặc dù mình không có làm, không kêu người khác làm, mà mình thấy cái ác mà mình vui theo, là mình có sự cộng nghiệp ở trong đó.